Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay tớ sẽ giới thiệu các bạn một phiên bản một chiếc laptop mỏng nhẹ và sang trọng bậc nhất thế giới của Dell. Đó là chiếc Dell XPS 9710. Các bạn đều biết là với dòng màn hình 17.3 inch, đây là một trong những chiếc máy có màn hình lớn nhất thế giới hiện nay được trang bị trên laptop. Với việc được thu nhỏ viền màn hình kích thước, các bạn thấy là một chiếc máy có màn hình 17.3 inch, thực tế nếu mà nhìn đằng sau thì nó như kiểu đó là một chiếc máy chỉ có màn hình 15.6 inch thôi. Và trọng lượng của nó không quá nặng các bạn, nó chỉ nhỉnh hơn 2kg một chút. Thậm chí là các phiên bản được trang bị màn hình 4K có kính, nó nặng hơn một chút thôi. Nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chí về đồ họa. Các bạn có thể dựng hình, các bạn có thể dựng phim, nói chung tất cả các tác vụ về đồ họa. Các phiên bản được Dell trang bị trên thế giới bao gồm các phiên bản i5, i7 và i9. Từ các phiên bản màn hình Full HD cộng và màn hình 4K. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu siêu phẩm Dell XPS 9710. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Được trang bị i5 như là 11400H các bạn ạ. Phiên bản i7 nó sẽ có 11800H. Con này có đến 8 lõi 16 luồng, cực kỳ khỏe. Và phiên bản cao cấp nhất của nó sẽ có i9 11900H và 11980HK. Đây là chiếc máy khủng nhất với khả năng turbo boost của nó lên đến 5.0 và 24 cách các bạn ạ. Thật là kinh khủng khiếp cho một chiếc máy được trang bị đến CPU mạnh mẽ như này. RAM của máy thì sẽ nhận tối đa đó là 64GB RAM, bớt RAM của nó 3200 mọi người nhé. Và ổ cứng có thể nhận tối đa của nó lên đến 4TB PCIe. Các phiên bản được trang bị từ card đồ họa ON dành cho các lập trình viên. Cũng như các bạn sử dụng card đồ họa thì chúng ta sẽ có các phiên bản như RTX 3050 dung lượng 4GB đó. Và với thời lượng pin bên trong nó là 60Wh. Và phiên bản cao cấp hơn đó là 3060, thời lượng pin bên trong lên đến 70Wh. Màn hình sẽ được trang bị các phiên bản từ màn hình Full HD cộng, đó là độ phân giải 1920x1200, độ sáng 500 lít, và phiên bản cao cấp hơn đó là phiên bản màn hình trang bị 4K, đó là 3840x2400, độ sáng 500 lít các bạn nhé. Trọng lượng của chiếc máy thì nó chỉ có 2,42 kg thôi, 2,42 kg. Vâng, thưa các bạn, bản lề đằng sau này được mạ chrome sáng bóng luôn. Cái chrome này thì tớ đã thấy trên các phiên bản thì nó khá là dễ xước, nên các bạn dùng rất là cẩn thận nhé. Nó đẹp thì đẹp thật, sang là sang thật, nhưng rất dễ xước, mà xước thì rất là xấu. Mặc dù là dòng sản phẩm rất là cao cấp. Đây, các bạn thấy này, rất là to. Và logo chúng ta sẽ thấy là mạ chrome sáng bóng này. Trọng lượng của chiếc máy là 2,48 kg, thực tế là gần 2,5 kg. Đây các bạn thấy là hai cổng Thunderbolt với băng thông ghi đọc ra bên ngoài lên đến 40GB/s. Các bạn có thể cắm EGPU, cắm hình rời từ bên ngoài, và băng thông của nó có thể kéo ra màn hình 6K. Còn đây là đầu đọc thẻ, cổng phone, cổng mic được giao tiếp 3,5. Và toàn bộ phần viền này đều được mạ chrome hết nhé. Đằng trước thì nói luôn với mọi người, thiết kế nó hơi dở một chút, bởi vì muốn đẹp thì các bạn thấy nó hy sinh đi hết mà chả có cái gờ gì cả. Và mở máy thì nó khá là khó. Các bạn có cạnh móng tay vào thì cũng cẩn thận không nó xước cái phần này. Ở đây các bạn thấy là hai cái lỗ nhỏ này. Đây là lỗ mic. Và nó sẽ có đèn tín hiệu khi chúng ta bật máy ở đây. Đây mình thấy là mở cũng khá là khó. Hít này. Đó. Ở bên này cũng sẽ thêm hai cổng Thunderbolt nữa các mọi người nhé. Chiếc máy có đến 4 cổng Thunderbolt và có tín hiệu USB Type-C và cắm sạc. Các bạn có thể cắm sạc cả 4 cổng này luôn, cắm vào cổng nào cũng ok hết, ăn hết luôn. Ở bên dưới của máy này, những cái khe này sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng ra đằng sau. Đây các bạn sẽ nhìn này. Đó là những hốc tản nhiệt bên trong, nó giấu đi. Và toàn bộ thông tin xuất xưởng của máy nó sẽ ở đấy hết nhá. Những cái hốc này, loa. Đấy, hai hốc loa này.
Các bạn ơi, với tỷ lệ màn hình 17,3 inch để tương thích thì nó sẽ là tỷ lệ 16 trên 10 các bạn ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái màn hình của nó phải nói là tuyệt đẹp luôn. Ứng dụng công nghệ HDR nhá, Dubai Vision, đấy, con này cực kỳ ngon luôn. Màn hình thì vẫn trung thành với Ultra, cái này là của Sharp sản xuất các bạn ạ. Tỷ lệ 3 phủ màu của nó lên đến 100% Arup RGB, 94% DCP3 trên phiên bản màn hình 4K. Và độ tương phản của nó đạt 1600 trên 1, phải nói là khủng khiếp đấy. Độ sáng 500 nit, có thể dùng rực rỡ, các bạn có thể nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời, các bạn vẫn có thể nhìn trên một chiếc màn hình 17 inch, nhìn rõ luôn. Và được ứng dụng công nghệ là giảm ánh sáng xanh, tránh trường hợp là hại mắt chúng ta làm việc liên tục mà các bạn làm lâu không bị mỏi mắt. Và các bạn chú ý thì cái lớp kính ở bên ngoài, nếu mà phiên bản màn hình 4K thì nó là Gorilla Glass 6 các bạn ạ. Đây là dòng kính được trang bị cực kỳ cao cấp, giúp các bạn là sử dụng cái màn hình nó bền hơn. Các bạn ơi, bên trong máy được sử dụng Wi-Fi 6 các bạn ạ, AX1650x2 và Bluetooth 5.1. Đây là hai chuẩn kết nối nhanh và mạnh nhất hiện nay. Bên ngoài thì các bạn sẽ thấy là nó có đến 4 cổng Thunderbolt. Với Thunderbolt 4 thì với băng thông ra bên ngoài lên đến 40.000 một giây. Các bạn cả 4 cổng này các bạn đều có thể cắm sạc được. Và nó truyền tải tín hiệu ra bên ngoài cực kỳ mạnh, với băng thông 40.000 một giây. Các bạn có thể kết nối màn hình 5K, 6K và thậm chí độ phân giải lớn hơn. Và chúng ta có thể thêm một EGPU cảm hình rời từ bên ngoài nếu các bạn muốn. Vâng, thưa các bạn, đây là tự game Doom mình cài vào. Chơi game trên một chiếc máy màn hình 17 inch thì quá phê rồi. Chất lượng âm thanh của chiếc máy quá tuyệt vời, chất lượng hình ảnh quá ngon. Mặc dù là giá thành của nó rất chát nhưng các bạn vẫn có thể cài những tự game nặng như này chơi vào ngon lành, không sót máy. FPS nhận được khoảng trên 100. Và nhiệt độ chơi game thì có vẻ như không được tốt cho lắm, nó khoảng 9 độ C cho Cebu. Và Vega ở mức khoảng 65 độ. Đây là game rất nặng nha mọi người nhé. Còn những tựa game tầm trung thì chơi thoải mái. Với mức tản nhiệt này vẫn cho phép để chúng ta chơi game. Hơi soft Cebu một tí mọi người ạ. Âm thanh của nó đỉnh cao luôn. Đối với những tựa game như này thì anh em cứ cài vào vui chơi giải trí. Bởi vì mua máy về để dùng đúng không mọi người? Thoải mái đi. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy là mình vừa đánh giá xong với chiếc Dell XPS 9710 được sản xuất năm 2011, có màn hình 17,3 inch. Đây là một trong những mẫu máy thiết kế đẳng cấp nhất của Dell và đẹp nhất đến thời điểm hiện tại, có cấu hình phần cứng vô cùng tuyệt vời, dành cho các nhà sáng tạo nội dung, dành cho các bạn lập trình cũng như tất cả các ứng dụng về đồ họa, thậm chí chơi game, mọi thứ mượt mà trên chiếc máy này. Với cấu hình phần cứng có thể nâng cấp tối đa 4 TB cho ổ cứng và chúng ta sẽ có RTX 3050, RTX 3060. Đây là Vega mạnh nhất cho một chiếc máy Ultrabook, có thể giúp các bạn xử lý tất cả các tác vụ về đồ họa. Và đặc biệt là màn hình của nó 17,3 inch, trọng lượng nó chỉ có hơn 2,4 kg. Nó sẽ cùng bạn mang đi bất cứ đâu với tất cả những thứ kết nối mạnh nhất, âm thanh hay nhất và chất lượng màn hình đỉnh nhất. Thì đây là một trong những chiếc máy các bạn có thể làm đồ họa, chơi game và mọi thứ đều rất tuyệt vời. Duy chỉ có phân khúc giá là hơi cao một chút thì các bạn có phải cân đo đong đếm. Bởi vì giá các bạn sẽ thấy là nó dao động từ 40 đến 70 triệu đồng và thậm chí phiên bản cao cấp còn lên đến hơn 80 triệu đồng. Thì các bạn có thể cân đo đong đếm để lựa chọn nhé. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm Dell XPS 9710 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như thế này. Chúc tất cả mọi người trong dịp nghỉ Tết này tất cả được bình an, hạnh phúc. Và các bạn ơi, dịch Covid thì sắp tới mình nghĩ là một tháng nữa sẽ kiểm soát được cả Hà Nội và Sài Gòn. Thì chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe nhé. Còn với mình thì cứ ngồi đây, cũng may mắn là có những dòng sản phẩm được nói chuyện với quý vị các bạn rất là vui. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TDD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng laptop mới nhất tại shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.